À, vâng, Xuất Tuấn An lại gửi lời chào, lời chúc sức khỏe các bác anh em đam mê chơi cu gáy, các nghệ nhân chơi chim cảnh, chim cô gái em nhá. Hôm nay thì tiếp tục giới thiệu cho bác cái mẫu lồng thổ Bắc Giang, lồng nuôi, lồng bẫy anh nhá. Các bác nào đang quan tâm cái mẫu lồng thổ Bắc Giang thì liên hệ trực tiếp bên em theo ba số điện thoại chính của shop để đặt hàng. Hôm nay thì em lại tiếp tục hàng lại về và giới thiệu chi tiết để anh em tham khảo anh em nhá. Các bác có thể kết bạn qua Zalo hoặc là điện trực tiếp bên em sẽ tư vấn cho anh em. Thì đầu tiên là sẽ giới thiệu bác một cái lồng bẫy lồng thổ Bắc Giang, mẫu kiểu Bắc Giang anh em nhá. Đây, nhiều thấy là trên hình đây. Các bác có thể về vừa nuôi được và vừa bẫy được anh em nhá. Ở trên đỉnh này là bằng lục cỏ lá móc. Đấy, lá móc. Và đây là cái cầu tử anh em nhá, cầu tử của nó này. Đấy, cầu tử của nó mà tấm MK. Đấy, và bên em nói chung là lá ngụy trang. Đấy. Lưới là lưới đan tay các bác nhá, lưới dây dù đan tay. Đây là nó có cái cài sau anh em nhá. Các bác cài đánh dấu đây. Bên em đã cài dấu đây rồi anh em nhá. Đây nó có lẫy đây. Đấy, để các bác cài vào. Mẫu này thì đảm bảo các bác là đánh rất là hiệu quả luôn anh em nhé. Đấy, đây. Đây là cái dấu bên em đã khắc dấu đây rồi anh em nhé. Đây các bác cài vào đây. Đấy, cài vào đây anh em nhé. Đấy, cài đây. Nói chung là mẫu này rất là nhạy anh em nhé. Nói chung là đánh rất là mạnh. Đấy, như có thấy là cái mẫu này thì nó rất là siêu nhạy. Đấy, và ở chỗ này anh em nhé, các bác tháo lên này là nó có một cái cửa ra vào đây nhé, để các bác cho con mồi vào trong này. Đấy, trong này tất cả là đã có cầu thử rồi anh em nhé. Đấy, có cầu thử rồi. Và mẫu này thì anh em có thể thấy là làm bằng lá móc anh em nhé. Ở dưới này có cái hấn phân rồi anh em nhé. Hấn cân bên em làm bằng tấm MK. Đấy. Mẫu này thì bên em đang bán với giá là 450.000 đồng. Đấy, bao ship tận nhà cho anh em rồi. Nhận hàng anh em được quyền kiểm tra hàng trước khi thanh toán cho nhân viên bưu điện đâu nhé. Đây, cái cổ là cổ cò. Đấy, dạng cổ cò. Nhưng bác thấy là hình rất là đẹp các nhé. Đấy, đây là cái mẫu lồng bẫy anh em nhé, lồng bẫy kiểu Bắc Giang. Đấy, các bác nhé, lồng bẫy kiểu Bắc Giang cũng rất là đẹp, các bác có thể vừa nuôi vừa bẫy được. Đấy, mẫu này là giá 450 nhé. Và tiếp tục giới thiệu cho bác là ba cái mẫu lồng thổ Bắc Giang. Đấy, như thấy là bên em sẽ giới thiệu cho các bác tham khảo này. Ba cái mẫu lồng này thì đầu tiên sẽ giới thiệu cho các bác là một cái mẫu lồng size 32 các bác nhé. Đây là mẫu lồng size 32 này. Đấy, rất là xịn sò. Đường kính các bác nhá, đường kính size 32. Đấy, đây. Đường kính các bác đo từ bên này sang bên kia là size 32. Đây là cái chỗ cửa ra vào này. Đấy. Và một cái cầu tử, một cái cổ cò để các bác treo lồng này. Đấy, treo lồng. Đấy, tất cả là bên em làm sẵn rồi. Và trong này là có một cái cầu tử anh em nhá, một cầu tử và một cái hấn phân anh em có thể tháo được ra. Đấy. Hấn phân thì làm đơn giản thôi anh em nhá. Các bác có về, các bác có thể là tự làm, hoặc là nếu nó hỏng thóc thì các bác có thể thay thế được, rất dễ dàng thôi. Cái này không có gì khó anh em nhé. Đấy. Mẫu này rất là chắc chắn luôn. Đấy. Tất cả là bằng cây đan bằng tre nhá, và cái vòng ngoài này, vòng ngoài này là cây song anh em nhé, là cây song, song mây ấy anh em nhé. Đấy, dây size 32 này, bên em đang bán với giá 350 một chiếc. Và tiếp tục size 35 anh em nhé, đường kính size 35. Là bên em đang bán với giá là 370.000 đồng một chiếc anh em nhé. Đấy, bao ship tận nhà cho anh em rồi. Và cái size 40 các nhá. Đây là size 40 này. Size 40 này bên em đang bán với giá là 420.000 đồng anh em nhé. 420.000 đồng là anh em sở hữu một chiếc size 40 như này rồi. Đấy, nhận hàng anh em được kiểm tra hàng trước khi thanh toán cho nhân viên bưu điện. Bên em là hun khói rồi anh em nhé. Đấy, hàng đảm bảo chuẩn chỉnh cho bác luôn. Đấy, tất cả là dưới là có cái hấn phân bằng MK rồi. Và một cái cầu thử rồi anh em nhé. Đấy, cầu thử. Đấy, đây. Đây là cái chỗ cửa ra vào anh em nhé. Đấy, cửa ra vào rất là chắc chắn luôn. Đấy, nên là anh em nào đang quan tâm về cái ba cái mẫu lồng thổ Bắc Giang thì liên hệ trực tiếp bên em coi nhá. Đấy, hàng lại tiếp tục về để phục vụ anh em. Một cái video rất là ngắn thôi. Các bác nào đang quan tâm về mẫu lồng thổ size Bắc lồng thổ lồng cu gáy của Bắc Giang thì liên hệ trực tiếp bên em để đặt hàng. Em xin chào, tạm biệt các bác. Hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.